bánh canh nguyên con tôm hùm giá 200.000 đồng ở 447 Sư Vạn Hạnh, quận 10. Chào các bạn, phía trước mặt các bạn là tiệm bánh canh ghẹ có tên là Phú Quý ở số 447 Sư Vạn Hạnh, quận 10. Ở đây gọi là bánh canh ghẹ bởi vì chủ yếu là họ bán bánh canh ghẹ ha, nhưng mà họ bán thêm cái phần bánh canh tôm hùm nữa, cũng giống như cái phần bánh canh tôm hùm mà bữa mình ăn ở bên thành phố Cần Thơ trên đường Trần Văn Khéo. Khác chăng ở chỗ là bên Cần Thơ thì họ bán được hơn 4 tháng, còn ở đây là họ bán mới hơn được 1 tháng thôi. Ở đây một phần bánh canh tôm hùm họ bán ở giá 140, 160 tới 200.000 đồng. Bây giờ mời các bạn bước vào trong tiệm với mình ha, để xem bánh canh tôm hùm ở Sài Gòn và bánh canh tôm hùm ở Cần Thơ có khác nhau không. Bánh canh hôm qua có nói chuyện với em đó ăn ở đây luôn. Cái con tôm mà em đang làm nó bao nhiêu vậy? 2 ký. Em tính ký 1 triệu 2 ký. Đây là được 300 gram. À cái loại 300 gram đó em nói là cái tô bánh canh này bán nhiêu? 2 ký. Mà cái loại tô bánh canh này bán sao? Hả? 15.000. Nguyên tô bánh canh luôn kìa. Dạ, vậy là 300. Ủa, vậy là 375. 375 lần hả? Vậy nãy em nói cái tô bánh canh là 200.000. Là cái con nào đâu? À, con này là 200.000 đó hả? Những cái con này là 140 các bạn ha. Đây, mình đưa lên mấy bạn xem. Một 160 là dòng này to hơn mấy bạn. Đây là cái nồi nấu bánh canh. Hôm qua em nói em là bạn của cái người bán bánh canh tôm hùm ở Trần Văn Khéo, Cần Thơ hả? Cái nguồn tôm của em là từ Cam Ranh Khánh Hòa. Đúng rồi, nhưng mà về đó đâu có tới đây đâu, mình phải 2-3 chuyến xe. Hôm qua hết hàng rồi, bữa nay em một cái lượng hàng thế là bán một ngày rồi hả? Là khoảng bao nhiêu con ta? Bữa nay là 3 mấy ký. 3 mấy ký hả? Mình mở cửa là từ 3 giờ chiều tới mấy giờ tối? 2-3 giờ tối. Hôm qua thấy 7 giờ mấy là bán hết tôm rồi. Còn nếu mà cái bánh canh ghẹ thì bán sao em? Ghẹ thì 80, 60, 55 ghẹ thịt. À, 55 ghẹ thịt, còn 60, 80 là ghẹ son hả? Ghẹ son hả? 60 thì mấy, nói chung là em cân lên em tính không anh? Dạ. Yeah. Khách ăn thì gọi thì em cân tượng bán anh. À. Nhiều khi con ngày con khác nữa. Nhưng mà bảo đảm nguồn tươi, nguồn là nó phải tươi chắc thịt đúng không? Dạ đúng rồi, ăn không chú ý cứ đậu. Rồi. Vậy thôi em làm cho anh cái loại cái mà 160 nó cái thịt nó ngon không? Cái nào cũng ngon, tại nhiều file thôi, chứ bảo đảm nào cũng ngon chứ.
Thôi lấy luôn cái loại 200 đi. Dạ. Rồi. Nhiều người cũng ngon hết chứ không phải. Rồi. Nhiều người ta sợ người ta ăn uống hết thôi chứ gì. Rồi. Mấy giờ là đông nhất em? 5-6 giờ tan ca. Lúc nào em làm tô của anh nhớ báo cho anh nha. Để anh quay cận cảnh cái con tôm. Ở đây mình có hai loại nước sốt. Muối ớt đỏ, muối ớt xanh ha. Đúng rồi. Dạ. Cái này mình có bán không chị? Có bán chai. Chai nhiêu? Chai 30. 30 ngàn đồng hả? Là nửa lít hả? Chai cũng gọn hơn, khoảng cũng gần hai cỏ đó đó. Dạ. Số người mua về cũng nhiều quá ha. Mua nhiều thì nhiều, về nhiều lắm. Có dầu cho quẩy nè. Có cho quẩy luôn. Đã. Mới hơn 3 giờ mà nó đã bận rộn quá. Hồi nãy mình lay quay đợi em đó làm cái tô bánh canh tôm hùm. Mới hơn 3 giờ mà đông quá. Con tôm hùm em đang làm bao nhiêu vậy? 200 hả? Tô 200 hả? Đúng là làm quen nhanh tay ghê. Bà sớm họ 10 phút vẫn đang đợi. Bánh canh ghẹ Phú Quý 447 Sư Vạn Hạnh, phường 12, 0901618279. Chuẩn xác quá ha, 250 gram. Con này là tô bánh canh 250 gram, con tôm 200 ngàn đồng. Rồi tới luôn em. Cái đó là chả ghẹ hay em chả gì? Dạ, chả ghẹ. Không có quyết ha, đi về thôi đúng không? Dạ. Rồi. Được. Chấm muối ớt xanh, muối ớt đỏ. Trước mắt các bạn là một tô bánh canh tôm hùm có giá 200 ngàn đồng. Và con tôm hùm này nặng 250 gram. Bây giờ mình sẽ lấy con tôm hùm ra để qua một cái dĩa để cho mấy bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái phần thịt tôm hùm trước nha.
mình lột nó ra nè, rất là to các bạn, mà dùng tay bóc nha. Dù sao thì bộ lát dùng tay bóc ăn mới ngon. Đó, cảm giác cầm rất là chắc thịt. Phần gạch cua ngay cái đầu tôm rất là béo các bạn, béo và thơm. Phần thịt tôm hùm dai, dai và mặn mòi mấy bạn. Con tôm này ngon á. Bây giờ mình sẽ nói chút xíu về tôm hùm ha. Trước khi ăn tiếp thì mình sẽ nói chút xíu về tôm hùm. Loại tôm hùm mà hiện tại các tiệm bánh canh ở Sài Gòn và Cần Thơ đang bán là tôm hùm xanh nha mấy bạn. Loại tôm hùm đó ở trên mạng hiện tại, nếu mà tôm hùm sống á, sống và tươi thì có giá khoảng độ hơn 600.000 đồng một ký. Các bạn lưu ý là tôm hùm sống nha. Và tôm hùm xanh thì khác với tôm hùm bông. Tôm hùm bông thì nếu mà tươi sống có giá trên cả triệu, thực ra là khoảng độ 1 triệu mấy tới 2 triệu vậy đó. Thì loại tôm hùm xanh mình đang ăn ở trước mặt mấy bạn á, thì thường quy cách của nó là khoảng độ 300 gram là người ta xuất bán. Ở đây là con này 250 gram. Hiển nhiên mà nó là, đó là tôm hùm loại tươi sống. Còn tôm hùm khi mà đem về đây thì theo như mình biết á, là thường tôm hùm yếu hùm ngọt thì họ ướp đá lạnh để mang về Sài Gòn thì bán ở các tiệm này, và thực tế thì các khách sạn 5 sao như là Windsor Plaza nè, Renaissance Riverside, rồi Liberty Central cũng sử dụng các loại tôm hùm này và họ bán buffet. Như Windsor Plaza đợt trước mình ăn là họ bán buffet tôm hùm sashimi cua rồi sushi giá 564.000 đồng. Renaissance Riverside bán giá 770.000 đồng bao gồm tôm hùm nè, cua nè, tôm càng xanh nè, sashimi, sushi, rất nhiều loại bánh. Liberty Central khách sạn 4 sao thì bán giá 645.000 đồng. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn cái phần bánh canh nha. Trước tiên là nếm thử cái phần nước dùng và cái phần chả ghẹ. Cái cọng bánh canh này mình nghĩ chắc bình thường thôi. Phần nước dùng có vị ngọt mấy bạn, ngọt ngọt, có chút xíu vị mặn, cộng bánh canh bình thường thôi ha. Nói chung là cái tô bánh canh này khi mà bưng ra là khá là nóng. Cái phần chả ghẹ thì nó dai, tuy nhiên mình không nghe được cái mùi ghẹ. Nói chung cái tô bánh canh này nếu mà không có con tôm hùm thì cũng bình thường thôi. À, mình quên nói thông tin này. Theo một người nuôi tôm hùm ở Cam Ranh á, người đó bình luận trên mạng là tôm hùm yếu hoặc là ngọt khi mà bán về Sài Gòn thì tùy quy cách ha, tùy con, họ bán khoảng độ 300.000 tới 400.000 đồng một ký. Và điều này cũng trùng khớp với việc mình ăn buffet ở Cần Thơ, thì cái cô chủ đó cổ bán buffet có tôm hùm ha, thì cổ cũng nói là cổ mua khoảng độ 350.000 đồng một ký. Điều đó để chứng tỏ rằng thực ra khi họ bán bánh canh tôm hùm thực sự là họ lời. Và cái phần tôm hùm đó là phần tôm yếu hoặc tôm ngọt, nhưng dù sao thì thịt nó là thịt tươi chắc chứ không phải là tôm bệnh nha mấy bạn. Mình nghĩ là các khách sạn 5 sao Windsor Plaza hay Renaissance Riverside khi họ chọn cái loại tôm hùm đó họ bán, mình nghĩ như vậy nha, chứ không phải là mình khẳng định ha, thì họ chắc chắn phải bảo đảm cái yếu tố là về tôm nó phải chắc thịt chứ không phải là tôm bệnh, bởi vì họ sẽ không bán đổ đi cái thương hiệu gây dựng của tập đoàn khách sạn năm sao của họ. Ở đây họ cũng phục vụ hai loại nước chấm, muối ớt xanh và muối ớt đỏ. Và cô chủ nói họ cũng bán chai mang về, một chai họ bán là 30.000 đồng ha. Bây giờ mình sẽ nếm thử cái phần nước chấm muối ớt xanh, muối ớt đỏ xem như thế nào. Ở bên Cần Thơ hai loại nước chấm này rất là ngon. Đúng là hai loại nước chấm này rất ngon các bạn. Và cay nha, các bạn nhớ là cay nha, không ăn cay được thì nhớ được cái chấm nha, khá là cay. Phần thịt tôm hùm chấm vào muối ớt xanh rất là ngon, chấm vào ăn vào nghe rất là đậm đà, nghe rõ cái hương vị của biển.
Đây là phần thực đơn của bánh canh ghẹ 447 Sư Vạn Hạnh, quận 10. Bánh canh ghẹ thịt 55.000 đồng mấy bạn. Bánh canh ghẹ nhỏ 60. Ghẹ nguyên con. Bánh canh đặc biệt 80. Bánh canh xương tủy 45 vậy đấy. Bánh canh chả ghẹ 30.000 đồng. Bánh canh tôm hùm. Nước uống nè. Nước ngọt các loại 15.000, nước suối 10.000, sữa bắp mũ chôm 12, trà đá 2.000 đồng ly. À, cái phần nước chấm hải sản hồi nãy là 35.000 đồng một chai, 330ml nha bạn, chứ không phải 30.000 đồng ha. Xin lỗi mấy bạn. Mình đã ăn xong cái phần bánh canh tôm hùm có giá 200.000 đồng. Nói chung là đáng đồng tiền. Mình nói đáng đồng tiền ở đây là cái con tôm hùm á, chứ cái tô bánh canh này cũng bình thường thôi. So với Cần Thơ thì bánh canh tôm hùm ở đây nó mắc hơn chút xíu. Điều đó cũng dễ hiểu là bởi vì ở Sài Gòn thì mặt bằng mắc hơn, chi phí nhân công cũng cao hơn. Mình nghĩ là bạn nào chưa từng ăn tôm hùm thì có thể đến đây ăn thử. Ai mà có tiền nhiều hơn thì có thể ăn tôm hùm tươi. Hôm nay mình có đến Elmore thì đó, ở đó họ bán cái loại tôm hùm Alaska ha, tôm hùm Canada đó, sống là 1.490.000 đồng một ký, còn bơ luôn các bạn. Trong cái video này mình sẽ để cái đường dẫn của cái tôm hùm Alaska và các loại buffet tôm hùm của Windsor Plaza, của Renaissance Riverside và của khách sạn Liberty Central trong cái phần mô tả và trong cái phần bình luận ha. Bạn nào thích ăn tôm hùm có thể ra các khách sạn 5 sao, khách sạn 4 sao đang tôm hùm. Buffet đó là ăn tôm hùm thoải mái và ăn bao nhiêu con cũng được hết á. Hồi bữa mình đi ăn là mình ăn 4-5 con luôn á. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.